Tủa chùa có 7 dân tộc sinh sống, gồm Mông, Thái, Kinh, Khơ Mú, Giao, Hoa, Phù Lá. Đặc trưng hấp dẫn du khách là trải nghiệm chợ phiên vùng cao tại hai xã Tả Xìn Thàng, họp ngày Tý, Ngọ, và Xá Nhè, họp ngày Mão, Dậu. Nơi đây hội tụ đủ màu sắc của các dân tộc trên địa bàn, là nơi mua bán, trao đổi những đặc sản địa phương và các sản phẩm thủ công truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Thực sự đây là một cái nơi rất là đáng để quảng bá đến và một nơi cần đặt chân đến và ai cũng cần biết, không những trong nước và ngoài nước, quốc tế cần phải biết đến cái nơi này. Tủa Chùa là một cái huyện rất là đặc trưng riêng biệt mà khắc riêng biệt và độc đáo của tỉnh Điện Biên, gắn với thiên nhiên rất hùng vĩ và trong đó thì có cái cao nguyên đá Tả Phìn. Thứ hai là có cái lòng hồ thủy điện Sơn La trải dài mấy chục cái km. Thứ ba nữa là hệ thống hang động thì rất là phong phú, hấp dẫn và tạo ra nhiều cái cảnh đẹp rất là phong phú. Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên còn có 3 hang động được công nhận di sản văn hóa cấp quốc gia, gồm hang động Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè, hang động Perangki, xã Hủy Xó, được hình thành do biến động địa chất cách đây hàng triệu năm. Bãi đá cổ Tả Phìn, xã Tả Phìn là điểm đến hấp dẫn những du khách ưa khám phá. Còn tại xã Xín Trải là rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Chúng tôi cũng đang từng bước giải quyết. Thứ nhất là về hạ tầng, thì từng bước triển khai, từng bước một, có lẽ là phải tính đến các cái khu lưu trú. Cái thứ hai là tiếp tục tuyên truyền để bà con duy trì phong tục tập quán, duy trì các cái nét sinh hoạt mà riêng có, rồi là phát triển các cái sản phẩm truyền thống như là trang phục dân tộc, rồi là các cái nghề mà nó riêng có của người địa phương, là nghề theo, nghề rèn. Du lịch Tủa Chùa thực sự rất nhiều tiềm năng về hệ thống hang động, giải cao nguyên đá, chợ phiên dân tộc được duy trì nhiều năm nay, chè cây cao cổ thụ và một số tiềm năng khác. Để đưa du lịch trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế của huyện Tủa Chùa, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và tâm huyết của lãnh đạo và người dân nơi đây. Điểm đến đã có sẵn, giờ là lúc Tủa Chùa cần sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và người dân để đưa du lịch địa phương phát triển.